Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng là những thông tin cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho quý vị và các bạn. Quý vị ơi, đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào mọi người đến với chuyên mục tâm sự trên kênh blog tin Thi Thi. Hy vọng là câu chuyện hôm nay sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho mọi người. Chuyện một người con gái mà ngủ với nhiều đàn ông thì có lẽ không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, câu chuyện mới đây được chia sẻ lên trên mạng xã hội lại khiến cho người ta phải ngỡ ngàng. Cô gái này cùng lúc ngủ với 4 người đàn ông và không biết là ai là bố đứa trẻ trong bụng mình. Vì vậy đã dẫn cả 4 chàng trai này đi xét nghiệm ADN. Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã nhận lại được sự chú ý rất nhiều người. Họ ngưỡng mộ cô gái này bằng cách nào có thể đưa vào trong cả 4 chàng trai. Một nhân viên làm tại trung tâm xét nghiệm ADN đã chia sẻ câu chuyện này lên trên mạng xã hội. Nội dung chi tiết câu chuyện như sau. Câu chuyện về một người con gái thật thà nhất mà tôi từng được biết. Vào một ngày đầu tháng 7, chị Hoa, 28 tuổi, bị đứa con sơ sinh trên tay, đi cùng với Vũ bước vào trung tâm xét nghiệm ADN để làm xét nghiệm xác định huyết thống cha con. Trước đó, Hoa đã dẫn 3 người đàn ông khác đến xét nghiệm, nhưng đáng tiếc không phải ai trong số họ là cha của đứa bé. Tôi và Vũ trước đây từng có quan hệ tình cảm, sau đó anh đi nước ngoài du học. Anh là người mà tôi không ngờ đến nhất, nên mới dẫn anh đi xét nghiệm cuối cùng. Nếu không phải anh là bố của con tôi, thì thực sự tôi chẳng còn ai, Hoa nói. Mẫu xét nghiệm thu trực tiếp tại trung tâm ADN là mẫu tóc có gốc kèm theo tế bào gốc tóc của đứa trẻ và anh Vũ. Mẫu này nhanh chóng được bảo quản, chuyển về phòng xét nghiệm. Chị Hoa và anh Vũ về nhà đợi kết quả. Hai anh chị bối rối trong đống cảm xúc, không biết nên vui hay mừng. 3 ngày sau đến nhận kết quả, anh Vũ và đứa bé được xác nhận có mối quan hệ huyết thống cha con. Vậy là anh Vũ trước khi đi du học đã khiến cho chị Hoa mang bầu. Còn 3 người sau, khi có kết quả ADN, thì chị Hoa xác định chị xả stress. Cầm kết quả trên tay, chị Hoa phần nào đó hạnh phúc khi cuối cùng sau 4 lần xét nghiệm ADN của 4 người đàn ông, chị cũng tìm được cha của con mình. Chị chia sẻ, từ nay tôi và anh Vũ sẽ chăm lo và yêu thương cho con hết lòng. Một cái kết thật trọn vẹn và ý nghĩa cho anh Vũ và chị Hoa. Câu chuyện này đúng là ly kỳ. Một câu chuyện tình yêu mà cần phải đi xét nghiệm tới 4 người đàn ông mới ra được bố của đứa bé. Cũng may là chị này may mắn là bố của đứa bé vẫn yêu thương và sẽ chăm sóc xây dựng hạnh phúc của chị. Không biết thực hư câu chuyện này như thế nào, nhưng mà rất nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận rất hài hước. Chúc mừng anh nhé Vũ. Anh nên mời cả 3 người kia đến bữa tiệc liên hoan chúc mừng anh là người thắng cuộc. Anh lại là tên Vũ Hà, thật giống với Vũ trong Về nhà đi con, nhưng số phận có vẻ hơi khác anh ạ. Anh nhớ xem kỹ là kết quả nhé, lỡ đâu cô ấy là một tay chơi lừa anh đấy. Hiện tại thì bài viết này vẫn đang cực kỳ thu hút cư dân mạng. Hy vọng là quý vị sẽ yêu thích những thông tin vừa rồi. Có thể nhắn tiếp vào đây để xem thêm những thông tin khác nha mọi người. Nếu mọi người chưa đăng ký nhắn tin thì nhớ bấm vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.